Thanh Vân xin chào tất cả các quý vị thân mến. Bản tin cuối tuần ngày hôm nay chúng ta cùng nhau cập nhật dự thảo luật đất đai sửa đổi mới nhất và một số những ý kiến của các chuyên gia bất động sản nhận định về tình hình thị trường bất động sản hiện nay. Mọi người chúng ta cùng nhau cập nhật nhé. Đầu tiên đó là dự thảo luật đất đai sửa đổi cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Trên báo tiền phong.vn thì tại hội nghị phản biện xã hội dự án luật đất đai sửa đổi diễn ra vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, đại diện các cơ quan tổ chức hiệp hội nêu nhiều vấn đề cần được quy định rõ ràng cụ thể trong dự thảo luật, nhất là các quy định liên quan đến định giá đất, xây dựng hội đồng thẩm định định giá, cho phép tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Một trong những cái điểm mới của dự thảo luật đất đai sửa đổi là mở rộng đối tượng được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, trong đó trừ đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng cho tổ chức kinh tế hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Và người sử dụng đất nông nghiệp cũng được phép sử dụng một tỷ lệ đất nông nghiệp để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp kết hợp với dịch vụ, thế nhưng mà phải đảm bảo không ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch. Chúng ta cùng nhau cập nhật ở trên bài báo tiền phong.vn này nhé. Tiếp theo đó là dự thảo luật đất đai mới nhất bỏ đề xuất quy định 80% người dân đồng ý thì thu hồi đất. So với dự thảo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề tháng 9, dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này có một số thay đổi quan trọng, trong đó không quy định trường hợp thu hồi có 80% người có đất thu hồi đồng ý. Đối với dự án lấn biển thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, còn với những dự án là chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải thuộc cái trường hợp là cải tạo, xây dựng lại khu dân cư cũ, khu dân cư cũ bị ô nhiễm môi trường, có nguy cơ là sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, hoặc là di rời những cái công trình cơ sở sản xuất kinh doanh thì phải thuộc cái trường hợp là phải di rời ô nhiễm môi trường theo quy định, hoặc là bố trí tái định cư khu dân cư bị xuống cấp nghiêm trọng về hạ tầng và không phù hợp với quy hoạch xây dựng. Và đặc biệt đó là dự thảo sửa đổi đã không quy định trường hợp thu hồi khi có 80% người có đất thu hồi đồng ý như trong dự thảo trước đó. Ba ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà có chia sẻ vấn đề là mở rộng hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân. Thứ hai là mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Thứ ba, bổ sung quy định về cho phép chuyển nhượng thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. Nếu có tiền thì nên mua thêm bất động sản và không nên bán ra lúc này. Trên trang Cà Phê F nó có chia sẻ rất là rõ về một số ý kiến của các chuyên gia bất động sản trong cái lên show vừa rồi. Dù đánh giá lãi suất tăng sẽ tác động đến thị trường, nhưng một số chuyên gia cho rằng thị trường hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm giá đất. Đồng thời các chuyên gia còn khuyến nghị nếu có tiền thì đầu tư ngay và đừng bao giờ bán. Thì mọi người chúng ta sẽ cùng nhau vào trang Cà Phê F để cập nhật nhé. Theo như ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu thì có nhận định rằng là với cái việc mà tăng trần lãi suất thì ông Nguyễn Chí Hiếu có đánh giá về lãi suất tăng thì sẽ làm giảm khả năng mua nhà của người dân và ảnh hưởng đến tình hình cung cầu trên thị trường, bởi vì là trong ngành ngân hàng thì tỷ lệ trả gốc và lãi cho ngân hàng khi mà vay mua nhà chia cho thu nhập bình quân của người mua nhà ở khoảng 60% là hợp lý. Thế nhưng bây giờ lãi suất tăng lên thì người dân sẽ không có đủ điều kiện để vay ngân hàng mua nhà nữa. Nên là cái việc mà tăng lãi suất của ngân hàng nhà nước cũng là hợp lý để chống lạm phát và ổn định giá trị của đồng tiền. Và bên cạnh đó thì ý kiến của ông Ngô Văn Dũng là giám đốc điều hành công ty cổ phần Kim Long Len chia sẻ rằng là nếu mà ai sử dụng tầm 2-3 năm trước mới phải giảm vì lãi suất cao. Các quy định thay đổi là bây giờ có nhiều những cái tham số tác động, ngoài cung cầu, yếu tố pháp lý, yếu tố thị trường và tài chính thì còn chiến tranh và dịch bệnh. Đây là tác động bước kinh tế Việt Nam còn đang được thế giới đánh giá rất là tốt, nên trong chung và dài hạn thì bất động sản còn dư địa rất là lớn và là một kênh đầu tư rất là tốt. Ý kiến của bà Hồ Thị Thu Mai, giám đốc thương mại điện tử nhà ở ngay Việt Nam cũng chia sẻ rằng là việc mà tăng lãi suất chưa chắc là đã khiến bất động sản tụt dốc, mà nhà đầu tư thì không nên có cái tâm lý là hoang mang, vì dù là siết tín dụng thị trường vẫn ghi nhận là mua bán hoạt động bình thường. Nhà đầu tư nên lưu ý đầu tư chắc chắn tập trung vào bất động sản dòng tiền như là chung cư mini thì tài sản đó mới là tài sản lâu dài. Thì với cái bài báo này thì Thanh Vân thấy rằng là những ý kiến của các chuyên gia bất động sản cũng rất là khách quan và có những cái góc nhìn nhận rất là thực tế, thì mọi người chúng ta cùng nhau cập nhật nhé.
Tiếp đến là một bài báo mới nhất trên trang dân trí.com.vn. Giá nhà đất tại những nơi từng liên tiếp xảy ra sốt đất giờ ra sao? Thì ở trên cái bài báo này có chia sẻ một vài những cái thị trường mà trong thời gian vừa rồi có những cái cơn sốt đất, ví dụ như là ở Bắc Giang, chỉ trong vòng 1 đến 2 năm giá đất đã tăng 2 đến 3 lần. Nhưng mà hiện nay thì thị trường tỉnh cũng đang rơi vào cái vòng xoáy kém thanh khoản, giá cũng đã giảm hơn so với trước. Sốt đất nhất thị trường Bắc Giang, giá đất khu vực quanh khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang đã tăng khoảng 3 lần so với năm 2019. Nhưng hiện tại thì nhiều môi giới thừa nhận là những mảnh đất ở đây cũng rất là khó bán vì giá khá cao so với mặt bằng chung của khu vực. Tương tự như Bắc Giang thì giao dịch bất động sản tại Hải Phòng cũng đã chững trong vài tháng do ảnh hưởng từ siết tín dụng và chỉ đạo thanh lọc thị trường của thành phố. Những điểm sốt giá trước đây như là Thủy Nguyên, thị trấn Cát Bà, Dương Kinh, Thiên An đều trầm lắng, tuy nhiên là giá bán vẫn đang chững hoặc là chỉ giảm nhẹ cục bộ. Còn Thanh Hóa thì ngay từ quý 2 năm nay, thị trường đất nền có dấu hiệu là lao dốc khi mà giá giao bán sụt giảm liên tục. Cá biệt như là điểm sốt đất Quảng Xương, giá đất ven biển huyện này từng được giao dịch ở mức là 15 đến 18 triệu trên 1 mét vuông ở vị trí đẹp, thì hiện tại là nhiều chủ đất đang giao bán là 12 đến 14 triệu trên 1 mét vuông, nhưng mà không có người hỏi mua. Ở Hà Nội thì các cái khu vực như là Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Hoài Đức, Sóc Sơn cũng không còn ghi nhận được cái cảnh sốt nóng và giá đất có giảm ở từng phân khúc. Đơn cử đối với phân khúc nhà ở liền kề trong một số dự án khu đô thị phía Tây, dù hiện tại giá đã giảm từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng trên một căn, nhưng giá trị các căn liền kề này vẫn cao gấp 2 đến 3 lần so với năm 2019. Đối với đất nền, điển hình như tại huyện Thạch Thất, thị xã Sơn Tây, tình trạng tách thửa phân lô bán nền không còn diễn ra rầm rộ như trước nữa. Thị trường vẫn ghi nhận một số điểm tách thửa mới có quy mô từ 10 đến 20 lô đất mới được mở bán, và giá trị của các lô đất này dao động từ 17 triệu đến 24 triệu trên 1 mét vuông, tương đương với năm 2020. Trong bài báo này thì cũng có chia sẻ là lãi suất tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường. Theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, thị trường bất động sản sôi động trước đó do nhiều người vay để lướt sóng. Ông cũng có chia sẻ là tác động lớn nhất là đối với những người đầu tư, đầu cơ bất động sản dùng đòn bẩy quá lớn. Hiện tại lãi suất huy động tăng đồng nghĩa với việc là lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo. Điều này không tốt cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, lãi suất sẽ không tăng sốc mà tăng từ từ. Nhà đầu tư nào không có đủ tiềm lực thì sẽ bị thanh lọc. Chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng việc mà các ngân hàng tăng lãi suất cho vay như hiện nay là điều có thể được dự báo trước, vì năm 2021 lãi suất tiết kiệm thấp nên là dòng tiền chảy từ ngân hàng sang các kênh đầu tư khác như là bất động sản hay là trái phiếu, thì ngân hàng cũng đã phải chịu áp lực rất là lớn khi mà huy động tiền gửi của người dân. Khi mà các ngân hàng tăng lãi suất huy động sớm hay muộn thì cũng sẽ tăng lãi suất cho vay. Hàng loạt các ngân hàng trung ương trên thế giới đã tăng lãi suất, thì nếu như mà ngân hàng ở nhà nước Việt Nam không tăng lãi suất thì đồng tiền sẽ bị mất giá. Điều đó thì sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam. Chúng ta cùng nhau cập nhật, và với cái góc nhìn thực tế như thế này thì chúng ta sẽ có thêm những cái định hướng trong đầu tư bất động sản của những cái chu kỳ tiếp theo nhé.